Chào, hôm nay mình sẽ làm món vịt kho gừng đó các bạn ơi. Thì giờ vịt mình đã mua về mà mình cũng đã chặt nhỏ, mình rửa sạch rồi. Mình rửa với rửa nước rượu gừng luôn á. Nước rượu rồi đập củ gừng vô rửa sạch như thế này rồi nè. Thì giờ tí mình sẽ ướp ha. Mình ướp với một ít muối, ít củ gừng, trộn đều lên. Mình ướp trong vòng 1 tiếng nha, thì giờ nó sẽ thấm vô. Bây giờ mình sẽ để vịt 1 tiếng ha. Những nguyên liệu khác gồm dầu ăn nè, nước màu đường, nước mắm, củ gừng, củ hành, củ tỏi mình sắc nhuyễn, hạt nêm, đường, muối. Thịt vịt mình đã ướp được 1 tiếng rồi á, nó thấm rồi. Bây giờ mình sẽ tiến hành nấu thôi. Cho dầu ăn vào, cho củ hành, củ tỏi vào nhuyễn. Ít gừng vào luôn. Mình đảo cho thịt vịt nó săn lại nha các bạn. Thôi mình sẽ cho nước sôi vào. Khi vịt đã săn mình sẽ cho nước sôi vào. Mình sẽ cho nước ngập thịt vịt luôn. Thì khi mình nấu vịt nó sẽ mềm. Rồi, lúc này mình sẽ nêm đầy đủ vô. Rồi, nêm đầy đủ vào. Cho nó trong quá trình sôi á, nó sẽ thấm vào thịt vịt. Đường. Quanh màu nước màu dừa. Sau khi mình cho nước vào thì mình sẽ đậy nắp lại. Mình ninh cho mình nấu trong vòng 20 phút. Rồi, ít củ gừng rồi mình sẽ cho vào. Món vịt kho của mình đó các bạn ơi. Thịt vịt nó mềm mà đó. Mình sẽ vớt cái đùi ra đây, mình lấy chiếc đũa mình xăm thử nè. Đó, nó mềm mà đó. Đó, mình lấy chiếc đũa mình xăm như vậy là nó đã mềm rồi, chín rồi ha. Món vịt kho gừng của mình đã xong rồi đó các bạn. Xin chào các bạn và hẹn gặp lại video tiếp theo nha.